sơ tán 1.700 người khi đưa quả bom 340 kg ra khỏi khu dân cư. Quả bom nặng 340 kg ở số 67 Tôn Đức Thắng, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc được bộ đội di chuyển an toàn khỏi khu dân cư. Sáng ngày 25 tháng 4, lãnh đạo phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết lực lượng công binh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc đã di rời thành công quả bom nặng 340 kg tại số 67 đường Tôn Đức Thắng ra khỏi khu dân cư. Hơn 1.700 người dân được sơ tán từ 5 giờ cùng ngày. Tới khoảng 8 giờ 30, công tác di rời bom được hoàn tất, mọi hoạt động trở lại trạng thái bình thường. Trước đó ngày 20 tháng 4, người dân phát hiện một quả bom có đường kính 40cm, dài 1,25 m, nặng 340 kg khi thi công móng căn nhà số 67 Tôn Đức Thắng. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, vận động người dân xung quanh rời khỏi khu vực nguy hiểm. Ủy ban Nhân dân phường Khai Quang sau đó đã thông báo về việc sơ tán người dân để xử lý quả bom. Theo đó, người dân ở trong bán kính 500 m từ hiện trường không có sử dụng điện thoại, bộ đàm cho tới khi quả bom được xử lý. Hơn 1.700 người dân thuộc 430 hộ được sơ tán đến trường trung học cơ sở và tiểu học Khai Quang. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức cá nhân dọc tuyến đường Tôn Đức Thắng, Vành Đai 2 và chợ Giã cũng được tạm dừng khi vật liệu nổ được đưa ra khỏi khu vực dân cư. Thưa quý vị, chiều ngày 23 tháng 4, mưa lớn trút xuống khiến nhiều khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh bị ngập. Trên đại lộ Phạm Văn Đồng, rác theo nước mưa chui xuống, làm bít các miệng cống gây ngập và ùn ứ giao thông kéo dài. Theo ghi nhận, các tuyến đường như Kha Vạn Cân, Hiệp Bình, Tô Ngọc Vân, Võ Văn Ngân, thành phố Thủ Đức, Bình Lợi, quận Bình Thạnh bị ngập diện rộng, người dân phải bị bõm dắt xe trên đường. Sau mưa khoảng 25 phút, tại đường Tô Ngọc Vân, thành phố Thủ Đức, đoạn từ đại lộ Phạm Văn Đồng về đường Linh Đông, nhiều đoạn đã ngập gần nửa bánh xe. Nước mưa từ đường Tô Ngọc Vân và đường dây xe lửa gần đó đổ như thác, kèm theo rác làm bịt các miệng cống, khiến đại lộ Phạm Văn Đồng ngập sâu một đoạn, khoảng 200 mét. Nhiều xe máy chạy vào làn ô tô để tránh ngập, tuy nhiên nhiều xe trong đó có cả ô tô bị ngập hỏng động cơ, phải chôn chân trên đường. Mưa cũng khiến một số tuyến đường tại quận 1, quận 9 cũ và quận Gò Vấp bị ngập nhẹ. Lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại những tuyến đường trên, phân luồng giao thông, chỉ dẫn người dân đi qua đoạn ngập. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, các tỉnh Nam Bộ chịu ảnh hưởng bởi rãnh thấp đi qua các tỉnh Nam Trung Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên thời tiết nhiều mây ngay từ buổi sáng, đặc biệt là ở các tỉnh miền Tây. Còn khu vực miền Đông mưa xuất hiện từ trưa đến chiều, diện mưa trên toàn khu vực có thể đạt trên 1/2 diện tích và có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Trong cơn dông cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Quốc lộ 19 đoạn qua thôn Phú Yên, xã Hà Ra, huyện Mang Giang thuộc tỉnh Gia Lai, những ai đã đi qua đây đều có ấn tượng đẹp về quãng đường dợp mát bóng thông. Thế nhưng bây giờ, những cảnh đẹp đó đang bị rất nhiều hàng quán do người dân xây dựng lên để phục vụ du khách xâm lấn. Bên cạnh đó là những cánh rừng thông hơn 40 năm tuổi, nhiều cây thông còn mọc xuyên qua những quán, qua mái nhà. Theo phản ánh của khán giả Phan Mạnh Phàn có số điện thoại 0974 3 số cuối 776, thì việc các hàng quán mọc lên không theo quy hoạch gây mất mỹ quan, phá hỏng hệ sinh thái và môi trường. Theo tìm hiểu của khán giả Phan Mạnh Phàn, dọc hai bên đường quốc lộ 19, từ ngã ba trại giam Gia Trung tới giáp cầu Jun, có hàng chục hàng quán vi phạm trật tự xây dựng nhà cửa, hàng quán được xây cất trên đất lâm nghiệp. Điều đáng nói, việc xâm lấn chiếm rừng để xây dựng nhà cửa, hàng quán diễn ra từ nhiều năm nay. Nhưng không hiểu vì sao các hành vi vi phạm này lại không được chính quyền các cơ quan chức năng phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Việc lấn chiếm đất rừng, xây dựng nhà cửa vẫn diễn ra tràn lan, lấn chiếm cả hai bên đường quốc lộ 19. Nhiều hộ dân xây nhà ở kiên cố ngay dưới biển cấm, ngành chức năng đã gắn trên đồi thông. Tình trạng lấn chiếm đất rừng thông để xây dựng nhà cửa hàng quán diễn ra ngang nhiên tràn lan, nhưng rõ ràng không được xử lý kịp thời dứt điểm, đã và đang hình thành các khu dân cư mới, khiến cho công tác quản lý, bảo vệ rừng lâu nay vốn đã nóng, giờ lại thêm phần nhức nhối phức tạp và tiềm ẩn nhiều hệ lụy.
Trong những ngày nắng nóng vừa qua, nhiều du khách chọn bán đảo Sơn Trà làm điểm dừng chân để ngắm vọc trà vá chân nâu, cũng như để tránh nắng. Nhiều bạn trẻ tổ chức các chương trình vui chơi, giải trí, trong đó có cả nhóm lửa để nấu nướng. Đây là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng. Đây là những bếp lửa than mà du khách để lại sau cuộc vui. Dưới các lùm cây, bãi đất trống, thường thấy những thanh than củi như thế này. Và còn bao nhiêu điểm du khách tổ chức nấu nướng chưa được phát hiện? Hiện nay vào cái mùa nắng nóng thì thường là các cái du khách và đặc biệt là các bạn trẻ hay thường đến các cái điểm như thế này để tập trung rồi để tham quan ngắm cảnh. Và có một số bạn thì dựng trại ngủ qua đêm, đốt lửa nấu nướng thức ăn. Thì nguy cơ này dễ xảy ra cháy rừng. Và khi tụ tập đông người thì dễ xảy ra mất cái an ninh trật tự, vệ sinh môi trường ở trên cái khu vực này. Tại khu vực Hồ Xanh, bán đảo Sơn Trà, dễ dàng bắt gặp nhóm thanh niên đốt lửa để nướng thực phẩm mang theo cho chuyến đi dã ngoại. Họ chưa hiểu rằng đây là nguy cơ tiềm ẩn cháy rừng trong mùa nắng nóng. Bà con từ xa tới và nghe nói là có chỗ này đẹp nên định nấu nướng ở trên này. Sau khi các chủ kiểm lâm đến thì bà con biết là không nên đốt lửa dễ gây cháy rừng. Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ, thời điểm này mức nhiệt tại Đà Nẵng tiếp tục tăng cao, vùng núi có nơi gần 40 độ. Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn đã đặt biển cảnh báo cháy rừng mức độ 3, tức là mức độ nguy hiểm. Trước tình hình nắng nóng kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, quận Sơn Trà đã thành lập đội phản ứng nhanh phòng cháy chữa cháy rừng, cùng sự phối hợp của biên phòng, dân quân tự vệ phường Thọ Quang và nhân viên ban quản lý bán đảo Sơn Trà tăng cường tuần tra nhắc nhở việc sử dụng lửa, nghiêm cấm đốt thực bì trong rừng, ven rừng. Kiên quyết xử lý những người có hành vi xâm hại rừng, các đơn vị sản xuất kinh doanh trong rừng không đảm bảo về công tác phòng cháy. Hiện nay thì cái mùa nắng nóng, tức là cái mức mà cảnh báo về cháy rừng là thường ở mức cấp 3, nguy cơ cháy cao. Chính vì vậy trước cái thực trạng mà du khách và đặc biệt là thường hay tụ tập đốt lửa trên các cái điểm dừng chân để bán đảo Sơn Trà thì chúng tôi là phối hợp thường xuyên với các lực lượng như biên phòng, dân quân của Thọ Quang, rồi các lực lượng bảo vệ rừng của chuyên trách, rồi lực lượng đội liên ngành của quận Sơn Trà là thường xuyên tuần tra, nhắc nhở các du khách và đồng thời là kiên quyết xử lý đối với những trường hợp cố tình vi phạm để rồi xảy ra nguy cơ cháy lan, cháy lớn vào trong. Được biết trong năm 2020, trên địa bàn bán đảo Sơn Trà đã xảy ra 4 điểm phát lửa, cháy khoảng 900 m² thực bì lau lách, dây lăng bìm bìm, gây ảnh hưởng đến tài nguyên rừng tại bán đảo Sơn Trà.